tiếng Việt của mọi nhà. Chia sẻ niềm vui, chia sẻ nụ cười, mang lại niềm tin niềm cùng sống. Cả nhà cùng xem, cả nhà cùng vui. Bao điều phiền lo trong phút giây tại quyên dần. Cả nhà cùng yêu thương mến nhau khi xem phim nhiều. Rồi chỉ còn em với đêm. Có đôi khi lòng thầm muốn quay về, về tìm lại chút nắng sưởi ấm tim mình. Buồn vui theo cơn gió cuốn bay nơi xa xa cánh diều. Rồi nắng với gió đón trên người về. Có đôi khi một mình bước lang thang, tình yêu dường như chìm trong con sóng đời. Và có đôi khi thèm được ngân nga lên lời hát, bài hát cho riêng mình, bài hát cho tình yêu của em. Và khi em thấy cô đơn, một mình khóc trong đêm, đừng để nước mắt yêu đuối cuốn trôi đời em. Và hãy cất tiếng hát để lắng nghe tình yêu trở về, lắng nghe tình yêu lên tiếng dịu dàng. Có đôi khi một mình bước lang thang, trong con sóng đời. Và có đôi khi em được nghe lên lời hát, bài hát cho riêng mình, bài hát cho tình yêu của em. Và khi em thấy cô đơn, một mình khóc trong đêm, đừng để nước mắt yêu đuối cuốn trôi đời em. Và hãy cất tiếng hát để lắng nghe tình yêu trở về, lắng nghe tình yêu lên tiếng dịu dàng. Rồi ngay tối hôm đó, tôi đến nhà anh ấy, tìm cách cãi nhau với anh ấy. Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất kịch liệt. Em đã tự đưa những thứ đó vào khách sạn. Em tự ý làm như vậy mà không hỏi ý kiến của anh sao? Em biết nếu hỏi ý anh là anh sẽ phản đối, nên em tự ý đưa vô. Và bây giờ mọi hoạt động rất là tốt, anh không thấy đó sao? Em thiệt là quá đáng. Anh Lòng, anh bị sao vậy? Anh ơi, anh có sao không anh? Anh ơi. Anh ơi, anh ơi, cô để đâu vậy? Cô để đâu vậy? Hả?
Lộc ơi, anh đừng làm em sợ mà. Anh Lộc ơi. Lúc đó nếu tìm được thuốc, anh Lộc sẽ không bị gì. Vì thuốc anh Lộc đang uống là đặc trị cho người đau tim. Không có thuốc nên vài phút sau anh ấy đã chết. Khi biết anh ấy đã chết hẳn, tôi mới vội vàng chạy ra. Tôi là bộ hốt quản, gọi xe cấp cứu. Thúy Hằng từ Hồng Kông trở về, cô ấy không nghi ngờ bà sao? Tôi biết nó đang nghi ngờ tôi, vì có lần Hằng đã bắt gặp tôi đi với ông Phát Đạt. Vì vậy vừa từ Hồng Kông trở về, Hằng đã tìm hiểu cái chết của ba cô ấy. Nhưng bác sĩ đã khẳng định anh Lộc chết là vì nhồi máu cơ tim. Và bà đã giết luôn cô ấy. Đúng, đúng vậy. Chính vì vậy, sau khi đã giết Thúy Hằng, tôi rất tin tưởng là mẹ con tôi đã rất an toàn. Vì cả hai vụ giết người không ai có thể tìm ra. Nhưng đúng là thiên bất dung gian. Thúy Hằng từ cõi chết trở về, còn hai mẹ con bà phải tự khai ra tất cả. Nhưng thưa các ông, bà muốn nói gì? Tôi đã thành thật khai báo tất cả. Liệu tôi có được giảm án không? Chúng tôi sẽ xem xét và chắc chắn sẽ kiến nghị tòa giảm án cho những bị cáo biết ăn năn hối cải, và nhất là đã biết thành khẩn khai báo với chúng tôi. Tuy nhiên còn tùy theo tội trạng. Nếu mà thật sự là chủ mưu giết người và mua bán ma túy, chắc chắn sẽ khó được tòa án giảm án. Nhưng việc mua bán ma túy và giết ông Lộc, tôi hoàn toàn nghe theo lời ông Phát Đạt. Tòa án rất công minh, xét đúng người, đúng tội. Gì vậy? Bình, hả? Mày đem về đọc đi, tao tặng mày đó. Cuốn sách này á, dạy mày phải biết làm chủ chính mình, phải biết vượt qua khó khăn thử thách mà tiến lên. Tôi nghĩ bà nên đọc đi, rất là bổ ích đó. Ráng mà đọc hết nha. Có lẽ mày nói đúng á, tao phải học thêm nhiều điều nữa. Tao sẽ đọc quyển sách này. Cảm ơn mày. Thì giờ tôi cũng về. Lẽ ra từ nãy giờ tôi đã nấu cơm xong rồi đó. Thôi, giờ này mà còn nấu cơm gì nữa. Hay mình đi ăn spaghetti đi, món này mình thích lắm á. Thiệt không? Bà nhớ nha. Đi. Đi. Dạ. Mời chị. Cảm ơn anh. Chị dùng ngon miệng. Ngon quá mẹ ơi. Mày nè. Cảm ơn nha. Giờ mày chưa được ăn mì này không bằng. Có chứ, ăn nhiều rồi, nhưng mà toàn là mì gói mà. Hôm nay mai phước lắm á, mới gặp được Như Bình, dẫn đi ăn. Ủa,
Mày đang suy nghĩ gì hả? Nghĩ lung tung á mà. Mà nè, tôi nghe nói Tay Mạnh á đã cãi bà rồi phải không? Chó bà đào hoa thiệt luôn á. Bà làm ơn, bà cho tôi xin hai chữ bình yên đi được không? Chả buồn với tôi, không có ai hết buồn. Bà thích không? Tôi giới thiệu anh Mạnh cho bà nha. Thiệt không? Nói vậy thôi tôi không ham. Có gì đâu mà ham chứ không ham. Bà cứ thử làm quen đi, biết đâu hợp với bà thì sao. Thôi đi cô, cô lo cho thân cô đi kìa. Tôi sợ mất công á, lắm mối tối nằm không lắm. Tôi biết rồi, trái tim của bà chỉ thuộc về chàng Dũng thôi. Ê, giờ này tôi thấy bà tám lắm rồi đó nha. Có gì đâu. Ubugi nữa rồi. Mới tới hả? Em đến nãy giờ rồi, đứng coi anh sửa xe đó. Em vô nhà chơi đi, anh đi sửa xe rồi đi giao hàng luôn. Giờ quá à. Anh nè, anh đi sửa xe về liền nha. Em có chuyện muốn nói với anh. Ừ. Ừ.
Anh đi nha. Bác à. Hả? Bác để con dọn dẹp. Được đó. Rồi, để bác. Thôi bác để con đi. Trời ơi, từ ngày mà không có con đó hả, đồ đạc nó bắt đầu lộn xộn như xưa rồi đó. Bác à, chiều nay con phải đến công an thành phố. Họ hẹn con 2 giờ chiều. À, chắc họ mời về cái vụ mẹ con Thiên Bảo đó, phải không? Dạ, con cũng nghĩ vậy. Bác nghĩ là bà Thiên Ý á, sớm muộn gì cũng phải khai báo sự thật thôi, chứ làm sao giấu hoài được. Con cũng mong như vậy. Bác rất mừng cho con. Mọi việc dần sáng tỏ, công bằng á sẽ được trả lại cho con. Dạ. Lại úp chén đi con, rồi lên trên nhà uống nước với bác. Đi, đi. Ngồi chơi đi con, ngồi dạ. Uống nước. Bác à, con có chuyện này muốn nói với bác. Chuyện gì vậy con? Bác, thời gian qua con cảm ơn bác và anh Khôi vì đã vất vả nhiều vì con. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì con không cần phải khách sáo đâu. Con muốn thưa chuyện với bác về việc con và anh Khôi muốn mở rộng kinh doanh. Tụi con muốn mở đại lý nước tại nhà đó bác. Mở đại lý nước? Dạ, bác thấy sao? Tụi con đã bàn tính với nhau việc này rồi à? Trời ơi, hai đứa đã bàn tính rồi sao? Nhưng mà nhà bác chỉ mua đi bán lại thôi, cho bà con lối xóm đây dùng, chứ đâu có gì đâu mà tới đại lý lận con. Ý của con và anh Khôi là tụi con sẽ nâng cấp thành một đại lý nước hẳn hoi. Anh sẽ lo việc giao dịch với các quán ăn, nhà hàng, trường học, còn con sẽ lo việc sổ sách và tính tiền hàng. À, nhưng mà thằng Khôi nhà bác á, nó làm gì có tiền, con biết không? Tiền vốn nặng lắm. Việc đó bác đừng lo, con chỉ muốn anh ấy có một cơ sở làm ăn vững chắc thôi bác. Thì con cũng biết đó, muốn làm ăn thì phải có vốn, mà thằng Khôi nhà bác nó đâu có tiền con. Hôm nọ con đã bàn với ảnh rồi, ảnh cũng nói giống như bác vậy. Nếu ảnh không có thì con sẽ cho ảnh mượn, sau này ảnh làm ăn được thì trả lại cho con. Nhưng mà bác thấy ngại quá à, lỡ như mà nó làm ăn không được lấy tiền đâu trả cho con. Dạ không sao, bác yên tâm, con tin ảnh sẽ làm được mà. Nếu thằng Khôi nó đồng ý thì bác cũng không cản ngăn đâu. Nhưng mà hai đứa đã tính rồi mà, phải không? Bác ơi, suốt đời này con sẽ không thể nào quên được ơn của bác và anh Khôi. Nếu làm được gì cho gia đình bác thì đó là hạnh phúc lớn nhất của con. Nên bác đừng ngại nha bác. Con có lòng tốt giúp bác, bác vô cùng cảm ơn. Nhưng bác á, không quyết định được đâu. Con cứ bàn với thằng Khôi đi, hệ ý nó làm sao thì bắt theo y vậy hả? Dạ. Con cảm ơn bác. Con uống nước đi con.
Con có điện thoại. À hờ. Hằng nghe đây, có gì không Thúy? Mình vừa nhận được giấy mời của công an thành phố. Không biết là họ mời có gì không nữa. Có thể là vụ bà Thiên Ý muốn hại Thúy đó. Vậy họ có cho điều tra lại vụ tai nạn ở đây lộ Đông Tây không? Có lẽ. Vì mình nghe họ nói là sẽ điều tra lại vụ này đó. Vậy Hằng có bị mời không? Có, chiều nay 2 giờ nè. Vậy đúng rồi, họ cho mời hai đứa, chứng tỏ là họ sẽ coi lại vụ này đó. Theo mình, Thúy cứ nói ra hết sự thật đi. Tội của Thúy cũng không đến nỗi nào đâu. Mình cũng nghĩ vậy. Mình sẽ nói tất cả sự thật. Nếu họ kết tội mình cũng chấp nhận thôi. Hằng tin là họ sẽ không kết tội Thúy đâu. Vậy chiều nay mình gặp ở sở công an ha. Ok, bye Thúy. Má lo cho con quá. Không sao đâu má, trước sau gì con cũng phải ra công an. Mình không thể giấu chuyện này được mãi. Má tin là Thúy Hằng nó không khai gì của con đâu. Má nói đúng, Hằng không như người khác. Bây giờ con đã nhận ra Hằng là người bạn mà con rất nể phục. Nó nhưng mà má không biết, rất cao thượng. Má không biết là công an có kết tội con không nữa. Má, dù có hay không thì con cũng vẫn khai báo một cách thành khẩn. Đúng rồi con, mình có tội, mình nhận ra sai lầm thì mới phải. Can đảm lên con. Con ngựa sát này, mày hết thời rồi đó. Mày mà bỏ tao, tao chơi với ai bây giờ? Anh nè, làm gì mà nói chuyện với chiếc xe vậy? Nó bị làm sao rồi hả? Làm sao cái gì? Nó muốn anh tốn tiền chứ gì? Nó bị hư hả anh? Nó làm cho thợ sửa xe đổ mồ hôi. Anh tưởng là mất lửa, nào ngờ tháo ra mới biết nó ung thư thời kỳ cuối rồi đó. Nhưng mà lúc nãy em còn thấy anh chạy xe về mà. Ừ, tạm thời thôi à. Ở với anh một thời gian ngắn nữa là cho nó nghỉ hưu rồi. Nó già lắm rồi đó. Hay mình mua xe khác đi. Em làm như mua xe dễ lắm vậy. Có khó khăn gì đâu. Cứ ra cửa hàng, mình ưng ý cái nào mình mua cái đó về. Nói vậy thôi chứ chắc tân trang lại chạy được vài năm nữa. Theo em, anh cứ mua cái mới đi, chứ anh cứ đi vài ngày lại sửa còn mệt hơn. Phải tiết kiệm chứ, cái gì cũng mua mới sao được. Thôi anh vô nhà nghỉ mệt đi. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được những lời khai thành thật. Ban đầu tôi cứ nghĩ đến đây sẽ phải gặp mấy anh cảnh sát có khuôn mặt hình sự chứ. Nhưng mà không ngờ không khí này thật thoải mái. Nếu như chúng tôi lúc nào cũng có bộ mặt hình sự thì người ta sẽ bỏ chạy hết. Lấy gì làm việc đây? Chúng ta bắt đầu ha. Dạ, bắt đầu đi anh. Ngay trong đêm xảy ra tai nạn, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Chúng tôi thấy có vài điểm còn nghi vấn và chưa rõ ràng. Sau khi nhận lời khai của ông Thiên Bảo, chúng tôi muốn biết việc gì đã xảy ra trước khi hai cô gặp tai nạn. Trước đó chúng tôi đã có tranh cãi, và sau đó tai nạn đã xảy ra. Lúc đó hai cô bất tỉnh? Dạ không, chỉ có Thúy Hằng bất tỉnh, còn tôi chỉ bị ngất một lúc, sau đó thì tỉnh lại. Như vậy lời khai nhận của cô khác với lời khai trong bệnh viện sau khi hai cô được đưa vào đây. Dạ đúng. Khi đó vì quá sợ hãi nên tôi đã khai sai sự thật. Bây giờ tôi xin khai toàn bộ. Tốt lắm. Như vậy sau khi tỉnh dậy cô đã làm gì? Thưa má, con mới về. Nè. Dạ. Tắm rửa đi rồi ăn cơm đi. Má không có ăn đâu. Ủa,
Sao vậy má? Má bị bệnh hả? Có bệnh gì đâu. Má chỉ có lo cho chị con thôi à. Không biết là nó có sao không nữa. Con nghĩ chắc cũng không sao đâu má à. Miễn là chị thanh thản là được rồi. Má lo chị con ở tù quá. Ý của chị Thúy đã rõ như vậy rồi. Chị ấy đã chấp nhận hết tất cả mọi điều xấu với mình. Theo con á, má cứ hướng theo ý của chị sẽ thấy dễ chịu hơn đó má. Nhưng mà tâm trạng của má đó, làm sao mà giống tâm trạng của chị con được. Má đang lo muốn chết đây nè con. Thưa anh, lỗi này là của tôi. Vì lúc đó tôi đã có những lời lẽ gây kích động cho Thúy, khiến Thúy không tập trung lái xe nên mới xảy ra tai nạn. Không phải đâu à, là lỗi của tôi. Chính tôi đã xúc phạm cô ấy trước. Đáng lẽ tôi phải bình tĩnh hơn để tập trung lái xe, nhưng tôi đã không làm như vậy. Lỗi này thuộc về ai, chúng tôi sẽ điều tra xem xét sau. Còn bây giờ cô Thúy có thể ra về, còn cô này ở lại. Dạ thưa anh, nếu Thúy bị kết án, mong anh hãy giảm nhẹ tội cho Thúy à. Việc giảm án hay không, chúng tôi sẽ dựa vào lời khai của cô Thúy. Tòa án sẽ xem xét sao. Còn bây giờ mấy cô có thể mướn luật sư bào chữa cho mình. Quý à, Hằng nghĩ Quý nên nhờ luật sư bào chữa cho mình. Không cần đâu Hằng. Dù mức án có thế nào thì cũng là xứng đáng. Mình luôn cảm thấy xấu hổ với Hằng nhiều lắm. Không sao đâu Quý, đừng về. Hằng chỉ mong Quý không bị kết án tù. Kể từ bây giờ mình hứa mình sẽ không đối xử với Hằng như vậy nữa. Hằng tin là hai đứa mình sẽ có một tình bạn lâu bền. Dạ, dạ em biết rồi ạ. Dạ em nhớ rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em chào chị. Ủa chị, em mới nghe má nói là công an cho mời chị phải không? Ừ. Chưa biết ra sao nữa đây. Em thấy á, má lo cho chị lắm á. Ủa mà chị, họ mời chị lên có hỏi gì nhiều không? Họ hỏi về vụ tai nạn Đông Tây. Chị đã khai toàn bộ sự thật. Phải đó chị, tốt nhất là chị nên nói thật. À chị, tuần sau em có một cái show diễn à, em mời chị tham dự nha. Show gì vậy? À, đêm hội chân dài do công ty em tổ chức ở nhà hát Hòa Bình đó chị. Wow, chị ngạc nhiên quá. Em được tham gia show đó nữa hả? Dạ, đây là một thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Em trông chờ lâu lắm rồi đó. Kỳ này em sẽ phải cố gắng hết sức mình để chứng tỏ cho khán giả thấy và cho ban tổ chức luôn nữa. Bởi vậy chị nhớ đến ủng hộ cho em nha. Chắc chắn rồi, chị sẽ đến. Chị sẽ rủ cả Thúy Hằng, rủ Trang và Ngọc tới ủng hộ em nữa. Hay quá. Vậy thì tốt biết mấy. À mà chị có nghĩ là sau này chị hồi phục sức khỏe rồi, chị và chị Hằng có trở lại sàn cách quốc không? Chị cũng chưa biết nữa. Nhưng mà Thúy Hằng thì chắc là không rồi. Tại sao vậy chị? Có lẽ chị cảm thấy mệt mỏi rồi. Thúy Hằng thì cũng đã có cuộc sống mới. Em nghĩ cũng phải. Vì chị và chị Hằng đều đã trải qua rất nhiều đau khổ khi còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.
Đó là khoảng thời gian mà mỗi khi nghĩ lại chị đều cảm thấy khiếp sợ. Dù sao tất cả lỗi đều do chị gây ra, nên chị cũng không oán trách được ai. Em thấy hai chị đã đạt đến đỉnh cao của danh vọng, nghĩa là ngôi sao rồi. Bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi chán chường. Còn em á, không biết sắp tới sẽ ra sao nữa. Bình à, ngày này có rất nhiều thử thách. Nếu như em không thật sự vững vàng thì em sẽ mất tất cả. Nhưng mà chị tin là em vượt qua được. Em cũng chưa biết nữa. Mà thôi, mình cứ cố gắng làm hết sức mình chị ha. Chuyện này về, anh sẽ làm cho cửa hàng nhà mình mới mẻ hơn, lớn hơn. Anh nè, bà Thiên Nghĩ đã trả lại tất cả tài sản của ba em. Em thực sự đang lo quá, vì số tài sản này rất lớn. Em định làm gì với số tài sản này? Ngày xưa, khi em chẳng bao giờ biết đến người nghèo, chẳng bao giờ biết đến trẻ em bất hạnh, cơ nhỡ. Nhưng, từ khi về sống trong gia đình anh, em nhận ra bên em còn rất nhiều cảnh đời khốn khó vất vả. Bởi vậy em dự định sẽ dành một nửa tài sản cho người nghèo, nhất là trẻ em bất hạnh. Anh thấy có được không? Được quá đi chứ. Anh ủng hộ em. Một nửa còn lại em sẽ gửi ngân hàng để dành cho mình về già đó. Trời ơi, chưa chi mà em đã lo già rồi. Mình còn trẻ, có sức lao động thì mình phải làm việc mới có cuộc sống bền vững chứ. Anh nói đúng. Em đã từng trải qua một cuộc sống giàu sang, sống trong sung sướng nhung lụa. Lúc đó em chẳng còn nhận ra mình là ai. Giờ nghĩ lại em thấy xấu hổ cho bản thân quá. Bởi vậy em phải biết sử dụng đồng tiền làm sao cho cái hiệu quả được. Đúng là tiền nhiều quá cũng không biết làm gì. Càng nhiều, giờ em mới hiểu, người ta càng có nhiều tiền thì càng khổ nhiều. Sao lại khổ chứ? Ai mà không có ước có được nhiều tiền như em. Từ hôm qua đến giờ, đầu óc em lúc nào cũng nghĩ về tiền. Mình sẽ làm gì đây? Chưa biết ai khổ mà em cảm thấy khổ rồi nè. Vậy trước mắt em phải quên đi, nếu không em phải suy nghĩ hoài, em sẽ bị stress đó. Đúng đó, giờ em chẳng dám nghĩ đến nó nữa. Em chỉ muốn hạnh phúc đến hai đứa mình thôi, được không anh? Mày làm cái gì mà lo lắng quá vậy? Tao với mày có diễn đâu mà vào đó. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra là họ nghi mình ngay à. Nghi thì làm gì được nhau, miễn sao á đừng để mình bị bắt là được rồi. Tao với mày giả bộ ghé coi nó diễn ra sao, rồi thừa cơ lẻn vào chỗ để đồ của Như Bình, rồi thực hiện, mày hiểu chưa? Ờ. Vậy ý mày là phá đôi giày của nó đó hả? Ừ, theo tao được biết, nó có một đôi giày thường sử dụng để đi diễn. Mày làm sao tìm cách bẻ cái gót sao cho khéo,
khi nó đang diễn thì gót giày tự nhiên bung ra thì nó sẽ bị té ngay trên sàn diễn. Mày thử tưởng tượng coi lúc đó nó sẽ ra sao. Nhưng mà bẻ bằng cách nào để nó không biết trước khi diễn? Tao có cách. Hay lắm. Tao sẽ làm theo cách của mày. Lát nữa vào trong đó, tao sẽ tìm cách dụ nó ra sao nói chuyện. Còn mày, ở trong đó cứ thong thả mà thực hiện nha. Với lại, lúc đó mọi người mãi mê chuẩn bị, không ai để ý đâu. Và túi đồ của Như Bình á, để ở chỗ cũng dễ thực hiện lắm. Mày cứ làm như mày đang chuẩn bị vậy đó. Ok, quyết định vậy đi. Chúc mày thành công nha. Nó tới chưa? Nó tới rồi kìa. Ủa, Như Bình, bà cũng diễn chương trình này hả? Ủa, Nguyên và Sương đã tìm được chỗ làm mới chưa? Chưa đâu. Đêm nay á, mình tới đây để coi thử mình diễn ra sao á mà. Vậy hả? Vậy giờ mình sắp tới giờ diễn rồi, có gì gặp hai bạn sau nha. Chuyện hôm nọ mà thôi, nói ở đây không có tiện đâu. Mình muốn gặp riêng Bình một chút nha. Đi, không có sao đâu, một chút thôi. Thôi, hai người nói gì thì nói đi. Mình vào trong một chút, hẹn gặp lại nha. Ok, mình đi thôi Bình. Mình xong rồi Thúy, mình đến ngay đây. 8 giờ bắt đầu đó Hằng. Hằng sửa soạn nửa tiếng nữa rồi mình đi là vừa ha. Lâu lắm rồi không nhìn thấy sân khấu. Thấy nhớ nhớ đó Thúy. Nếu mà thấy nhớ thì sao không chịu quay lại sàn diễn đi. Đúng là ánh đèn sân khấu thật khó mà quên được. Nhưng mình đã có kế hoạch cho riêng mình rồi. Cũng phải cố mà quên thôi. Vậy nửa tiếng nữa sang đón Thúy nha. Mình đi taxi ha. Ok, bye Thúy. Bye. Thúy, Hằng. Lâu quá không gặp. Lâu quá mới gặp hai bồ, có khỏe không? Chúc mừng Hằng nha. Bây giờ mẹ con Thiên Bảo đang ngồi đếm lịch á. Công ty của Thiên Bảo chắc là phá sản rồi. Tất cả các người mẫu đều bỏ qua công ty khác làm hết. Thôi mình vào trong đi. Mình không nghĩ là hôm nay Trang và Ngọc cũng đến đây đâu. Thì anh Bảo bị bắt rồi công ty bị giải thể, Trang với Ngọc đâu có show gì đâu, nên quyết định tối nay đến đây ủng hộ Như Bình, hy vọng nó sẽ diễn tốt. Tất nhiên rồi, vì nó là em của siêu mẫu Hằng Thúy mà. Này các em, xong chưa, chuẩn bị xong chưa, nhanh lên. Dạ dạ, em tới xong giờ rồi. Em ra liền. Nhanh lên đi. Rồi, còn hai cô bé kia nữa. Nhảy lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Lẹ lên em. Lẹ.
chưa bệnh kìa.